Trường Mầm non Hoa Lan, phường Mậu Khê vừa tổ chức ngày hội trí tuệ bé mầm non với sự tham gia của 300 bé mầm non. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng có hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy. Trẻ được tham gia lắp ghép bộ đồ chơi thông minh, trải nghiệm sản xuất gốm sứ Đông Triều, trải nghiệm trồng rau trên đất canh tác. Ngày hội được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu kết quả các nội dung hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và học tập tại các nhóm lớp, đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào quản lý giảng dạy của nhà trường, đồng thời phát huy các kết quả đã đạt được, khích lệ giáo viên và học sinh các lớp tích cực tham gia các giải pháp mô hình sáng tạo về khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền đến giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thể hiện trí tuệ của cô và trò nhà trường.